đừng lo đừng lo, so cool đây. À, cứu cứu, cứu tôi, trời ơi cứu tôi, con bé Na, tôi phải làm sao? Đó là những gì mở đầu cho hành trình lên đồ đi picnic online ngày hôm nay. Yahoo! Các bạn đã sẵn sàng xách xà lòn cùng nhanh trí hạ nhiệt mùa hè đánh bay cái nóng chưa nào? Let's go! Vui bành nóng nhất là đi cắm trại bên bờ suối đấy các bạn ạ. Khi tới đây thì bạn muốn làm cái gì nhất nhỉ? Xây lâu đài, tắm suối hay là nấu ăn? Right! Đương nhiên là giải nhiệt thì sẽ tùm nhảy ngay xuống tắm đầu tiên rồi. Dòng nước trong veo nhìn xuyên xuống đáy, tung tăng cùng đàn cá. Rồi thì là mà cảm nhận cái sự mát lành cành đào xuyên từ da vào thịt. Ui cha, thích nhất trần đời. Còn bạn nào chưa biết bơi cũng chẳng sao, chúng ta có thể tung tăng bơi gần bờ, ngâm chân trên từng hòn đá nhỏ, cũng đủ tưới mát cả một tâm hồn rồi. Tắm mát nghỉ nước vẫy vùng xong xuôi cũng là lúc chúng ta cần lấp đầy cái bụng đói. Chà chà, các bạn sẽ là đầu bếp của những chuyến picnic tương lai nếu biết câu hỏi này đấy. Ngoài suối mát như này thì thường ăn món gì đây? Ăn lẩu, ăn nướng BBQ hay ăn bánh kẹo? Chúng tủ ai thì người đó là đầu bếp nha. Đi cắm trại ở suối chắc chắn là ăn nướng BBQ rồi. Lúc này ăn mà ngại thì chỉ có hại bao tử mà thôi. Anh em nghĩ sao khi có hẳn một con gà nướng xèo xèo trên bếp lửa, thêm vài cái xúc xích nướng vàng óng ánh, ui, chấm một tí tương ớt nóng hôi hổi, tương cà nữa chứ, rồi cả một ít hoa quả, thêm vài chai nước ngọt ngâm xuống dòng suối mát lạnh nữa thì tuyệt cả là vời luôn. Miếng thịt gà cay cay ăn một lần nhớ mãi, còn thịt xiên nướng đậm đà ngửi một cái là mê. Ăn uống no nê xong đi bộ đúng 3 bước thì bị ngã dầm mông. Ái xui, tại vì mấy hòn đá ở đây phủ đầy rong rêu cộng nước ẩm nên trơn lắm các bạn nha. Di chuyển phải thật cẩn thận, không là gặp những tình huống oái oăm mất cả vui nhé. Ăn chơi đã đời phê pha, suýt quên cả lối về rồi. Nhưng mà khoan, để có một buổi đi chơi trọn vẹn thì cần phải đầy đủ yếu tố này. Khi đi picnic, nấu nướng xong thì chúng mình nên làm gì thì mới đúng đấy? Phải dập tắt lửa ngay, dọn dẹp rác hay là cứ vãi rác ra xung quanh thôi? Lưu ý, vui chơi xong nhớ phải dập tắt lửa và dọn dẹp sạch sẽ rác nhé. Đã có rất nhiều trường hợp đi cắm trại xong thản nhiên xả rác bừa bãi khi làm tiệc ăn uống no nê cả ngày rồi, cứ thế chui vào lều đi ngủ và thế là gặp chuyện không may. Đang ngủ thì bị bóng đè, đi vệ sinh đêm thì nhìn thấy cái bóng trắng vụt qua. Và theo tâm linh không đùa được đâu, thì đó là các linh hồn đói đến nhặt nhạnh đồ thừa mà đại hội party picnic của bạn để lại. Nghiêm trọng hơn thế nữa là biến một nơi đẹp đẽ, trong lành trở thành một bãi rác hôi thối. Làm vậy rồi lần sau còn ai dám tới đây chơi nữa đúng không nào? Còn chuyện không dập lửa khi rời đi có thể làm cháy rừng, lúc đó thì tai hại, cả tính mạng cũng không đền được. Nào, ngay bây giờ nhìn xuống chân mình đi và bắt đầu dọn dẹp 5 phút nhé! Ok, đã xong rồi. Bên cạnh đó còn có một bí kíp đặc biệt nữa mà ai muốn đi picnic an toàn đều rất muốn biết. Còn bạn, bạn có muốn biết không? Cùng nhanh trí giải câu hỏi cấm đi picnic ngoài sông suối khi nào? Khi có nước lũ, khi trời mưa to hay khi không có người lớn? Ê, cả ba ý trên đều là điều chúng ta cần khắc cốt ghi tâm. Biết là ra ngoài sông suối thích cực ít, vừa mát vừa vui, nhưng rất nhiều bạn đã bị đuối nước thương tâm đấy. Hàng năm, nước ta ghi nhận hàng trăm vụ đuối nước, cao điểm nhất là vào dịp nghỉ hè, dịp cao điểm các bạn về quê chơi. Theo như báo Thanh Niên đưa tin, chiều mùng 3 tháng 6 vừa qua, Trung tâm Y tế thành phố Phú Quốc Kiên Giang cho biết, các bác sĩ của trung tâm đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được hai bé gái trong vụ đuối nước xảy ra tại suối Đá Bàn. Đây là chuyện xui rủi không ai mong muốn cả, nên các bạn hãy nêu cao cảnh giác, không tự ý ra khu vực ao hồ sông suối mà không có người lớn đi cùng nhé. Các bạn có thể biết bơi, nhưng một khi thần chết ghé thăm rồi thì có bơi giỏi đến đâu, 81 kiếp nạn các cụ gánh còng lưng cũng không nổi đâu. Thế nên là tiếp tục chuyên mục ăn bờ ngủ bụi mà con dân đam mê picnic còn phải đắn đo suy nghĩ, cắm trại kiểu nào thích hơn đây, bằng võng hay bằng lều nhỉ? Tiểu nhị đâu, cho ta một chiếc lều. Đi cắm trại thì phải dùng lều mới đúng gu. Nằm trong lều vừa chill vừa có mái che an toàn, chất liệu bạt của lều chống thấm nước, dù có mưa cũng không phải floor. Lại mộng mơ đúng kiểu công chúa ngủ trong rừng, có phải không các bạn ơi? Thỏa mãn ước mơ ngày bé chứ nào. Còn các hoàng tử sẽ làm gì đây ta? Nhớ comment xuống bên dưới nhé.
Comment xong rồi thì ngay bây giờ là cơ hội cuối cùng dành cho những công chúa hoàng tử đây. Chúng mình cùng săn những chiếc ảnh cực xinh, cực chiến, tán cà rốt đổ đứ đừ nhé. Kiểu tạo dáng nào đẹp nhất khi đi picnic nhỉ? Bạn chọn đi xem nào. Yes, không có cà rốt, loại hình 1. Ấy chà, còn hình 2 ư? Ok đấy, chốt đơn luôn. Trời ơi, điện thoại 3 mắt 256GB đâu cả rồi. Giờ là lúc em phát huy tác dụng đấy. Còn các hảo anh em nào chưa biết tạo dáng sao cho bá đạo, ngàn like hay ảo tung chảo lung linh thì tham khảo ngay các tips tạo dáng này nhé. Khắp các bờ suối, các khu du lịch sinh thái từ Bắc vào Nam chắc chắn đã rất đông người rồi, vì nhà nhà tránh nóng mà. Đã thế, dạo này còn hay mất điện nữa. Có lẽ nào đây là tín hiệu vũ trụ để thể hiện đẳng cấp từng đi cắm trại 3 lần rồi. Mình đố anh em ngồi ở đây trả lời được câu hỏi này đấy. Khi đi cắm trại thì chúng mình nên dựng lều ở đâu cho an toàn? Dựng lều ngay trên bãi cỏ, trên tổ kiến hay ở gần tảng đá? Ôi xào ơi, đương nhiên là dựng lều trên tổ kiến rồi. Mình là mình đã nói chuyện với kiến rồi đấy. Đúng, yes, mình thật là thông minh. Ai bảo thế, đúng là đồ ngốc. Kiến nào thèm nói chuyện với em, dựng ở đấy để chọc giận tổ kiến hả? Dựng trên bãi cỏ là Oskela nhất rồi. Một bãi cỏ xanh mướt bằng phẳng, không có cây to hay đất đá xung quanh là khôn ngoan nhất đấy. Đồng thời, hãy nhớ rằng ngủ trong lều qua đêm tuy chill nhưng cũng có rất nhiều nguy hiểm rình rập xung quanh, đặc biệt là sự xuất hiện của những vị khách không mời mà đến. Đó là bé Na. No, đó là Bi. Bi, khi đi picnic gặp con ong thì phải làm gì? Lấy gậy đập luôn, đứng yên hay là chạy ngay đi? À, ong kìa. Đứa thì lấy gậy đập, đứa thì chạy mất cả dép. Hay, thật là ngốc nghếch. Người thông minh nhất là người bình tĩnh đứng yên, giống như mẹ heo Peppa nè. Đúng rồi, đừng di chuyển. Và đây, đây là cái kết. Đang ngần ngà ngà ngâm chân xuống nước suối, thả hồn vào mây rừng thì một thanh niên trong video nọ bỗng nhiên kêu: "Ôi trời ơi, các bạn đi picnic bên suối hay nhà gần suối từng gặp cái thứ kỳ quái lổm ngổm kia bao giờ chưa? Là thứ gì thế?" Khiếp hồn khiếp vía luôn. Hóa ra là cái con bọ que. Đi đâu mà bò lổm ngổm ở đây hả? Nhìn xa cứ tưởng đáng yêu, nhìn gần mới biết chả đáng yêu tí nào. Đúng là thử tài tinh mắt everywhere mà. Tất cả bí kíp trên sẽ hoàn hảo hơn khi bạn biết bí kíp thứ 10 này đấy. Trước khi dựng lều trại thì chúng mình cần làm gì cái đã? Đào hố xung quanh, quan sát xung quanh hay là làm hàng rào xung quanh nhỉ? Việc này thật đơn giản, đó là quan sát xung quanh, nhưng nhiều bạn đi picnic lại hay quên nhất. Thế nên bây giờ phải nhớ đấy nhá. Việc quan sát sẽ giúp bạn biết nơi mình định dừng lại ngủ có những cái gì, ví dụ như có con rắn xanh lơ lửng kia hay cành cây sắp gãy kia, để tránh những nguy hiểm trời ơi không đáng có. Hay cái nơi bạn sắp đặt lều ngủ là những cung đường trơn dốc, nhiều đá sỏi gây té ngã thì né né ra và tìm chỗ khác ngay nhé. Đi dã ngoại vui là thế, thế nhưng điều sau đây không chắc gia đình nào cũng biết đâu. Bạn nhớ biết để mách ba mẹ mình nhé. Ai không được đi dã ngoại, em bé sơ sinh, người lớn tuổi hay là người vừa khỏi ốm nhỉ? Các bạn ơi, em nhỏ sơ sinh sẽ không phù hợp đi cắm trại hay picnic đâu. Nên nhà ai có em nhỏ thì hè này thay vì đòi ba mẹ đi picnic, các bạn hãy nghĩ cách nào đó đi đâu tốt hơn. Như về quê với ông bà chẳng hạn, vừa được đi tắm sông tắm suối với ông, ra đồng với bà mà em và cả nhà lại an toàn và vui. Quê các bạn ở đâu thế? Các bạn có nhiều bạn ở quê không? Nhanh Chí cũng có quê và hè này tháng 8 Nhanh Chí sẽ về quê đấy. Vui cực kỳ nha. Kế đến là một hoạt động khi đi dã ngoại bạn thanh niên Gen Z nào cũng muốn biết đấy. Và đó là hoạt động nào khi đi dã ngoại sau đây? Nhảy dây, câu cá hay ném đá nhỉ? À, nhảy dây. Oh no, không phải, đó là câu cá. Mình thấy ba mình toàn ngồi câu cá mỗi khi ra ngoài dã ngoại thôi. Trong khi mình đang tưng bừng nhảy nhót và lo ăn uống thì niềm vui của ba là bên cạnh chiếc cần câu. Ba các bạn có như vậy không? Chứ ba mình là một cần thủ xịn sò đó nha. Hí, ba có đang xem video này thì nhớ comment xuống bên dưới nhá, hoặc thả một like cho Nhanh Chí nè. Tiếp theo là một câu hỏi thú vị cực kỳ. Đi cắm trại bắt buộc mang thứ gì? À, nếu mà biết cái này có thể cứu mạng cả gia đình luôn đó.
Chính xác rồi, đi cắm trại nhất định phải mang túi cứu thương. Đây còn là chiếc túi thần kỳ có thể cứu mạng chúng ta lúc gặp nguy hiểm đấy. Bên trong túi sẽ gồm các đồ sơ cứu và thuốc thông dụng như cồn, bông, thuốc sát trùng, băng dán, thuốc chống côn trùng, thuốc rối loạn tiêu hóa, thuốc hạ sốt. Nhỡ đâu có kiến cắn, nhện hôn, bé Na ghé thăm thì có thể sơ cứu ngay lập tức được. Quên xả lỏn thì quên, chứ đừng quên túi cứu thương nhé. Và cũng có một thứ nữa vô cùng quan trọng thậm chí hơn cả túi cứu thương cơ. Bạn có biết đó là gì không? Chính là lửa, nhưng thứ gì giúp mình tạo ra lửa đây? Túi nước, kính lúp hay là quần áo? Wow, vi diệu, thật là vi diệu. Túi nước hoặc kính lúp có thể tạo ra lửa đó các bro ơi. Không tin ư, nhìn mình nhé. Bước 1, hãy cho nước vào túi bóng. Bước 2, tìm kiếm một ít lá khô hay giấy để đặt dưới túi nước. Lưu ý là ở trong trời nắng nhé. Bạn sẽ thấy được điều kỳ diệu xảy ra với nguyên lý hội tụ ánh sáng. Khi sử dụng túi nước dưới ánh mặt trời với nhiệt độ đủ cao thì những lá khô hay giấy đặt dưới túi nước sẽ cháy và tạo ra lửa. Đặc biệt, trong trường hợp bạn cần lửa khẩn cấp và không tìm được nguồn nước thì bạn có thể sử dụng nước tiểu của bản thân mình để thực hiện phương pháp này nhé. Tuy có hơi mùi một xíu nhưng mà còn hơn là không có lửa phải không? Tương tự như vậy, kính lúp cũng có nguyên lý y hệt như thế này. Tất cả vấn đề đã được giải quyết trong một nốt nhạc. Vậy thì còn vấn đề cuối cùng này giải quyết bằng cách nào đây? Nếu bị đi lạc trong rừng thì cần tìm gì trước nhỉ? Nước uống hay là thức ăn? Ôi, sợ quá, sợ quá. Nhưng hãy tìm nước trước, vì nếu không có nước, chúng ta sẽ dần kiệt sức, hôn mê và nguy hiểm đến tính mạng. Con người có thể nhịn nước 2-4 ngày, còn thiếu ăn thì 7 ngày mới gặp nguy hiểm nha các bạn ơi. Vậy cái nào nguy hiểm hơn, ta phải cấp bách tìm trước. Ngay bây giờ, hãy xác định nguồn nước dựa theo các đặc tính xây tổ của côn trùng như loài ong hay ruồi. Những đàn chim cũng thích đậu ở gần các nguồn nước sạch hoặc theo những vết xói mòn khi lũ đi qua. Vậy nên bạn hãy bình tĩnh và quan sát một chút nhé. Trong trường hợp chưa tìm được nguồn nước, bạn cần biết một số kỹ năng sống trong rừng. Ví dụ như là hứng lớp sương đêm bằng một tấm vải hoặc bọc túi ni lông vào nhành cây để lấy nước bay hơi. Bên cạnh đó, còn lấy nước được ngưng tụ từ hồ dưới đất nữa cơ. Như vậy là vấn đề nước uống đã được giải quyết rồi. Chúc bạn và gia đình có kỳ nghỉ hè vui bách nóc, an toàn và nhiều kỷ niệm đẹp.